Chúng em rất vui được tham dự chương trình này, như trò chơi này, nhưng mà quả bầu to quá. Một chúng em bé làm sao mà vừa. Có bảo là chị cắn cả quả bầu đâu, bảo là cắn ở núm núm phía ngoài thôi. Và đội đỏ đây thôi, người ta cắn. Ôi dồi. Đấy, quý vị bà con thấy không? Quả bầu người ta đẹp như thế này mà cắn như chuột gặm thế này bao giờ. Mà lại có hình hai con mắt ấy chứ. Chào mừng quý vị bà con quay trở lại với game thứ hai của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Vòng 1 của chúng tôi có tên gọi là gánh rau. Người chơi di chuyển đến nơi có gắn lá cờ của chương trình. Người chơi dùng gánh hai bó rau mang về sân khấu. Đội nào gánh rau về sớm hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và hai đội đã sẵn sàng. 3, 2, 1, chạy! Mời hai đội lên xem màn hình để cổ vũ cho đồng đội của mình. Xin mời. Và tách ra một chút để cho quý vị khán giả đứng sau còn xem được. Đội xanh chạy rất nhanh. Rất là nhanh. Đội đỏ, hình như đội đỏ đã chọn được mớ rau của mình rồi đấy. Chạy nhanh về, chạy nhanh về. Đội đỏ chạy nhanh về. Đội xanh chưa tìm thấy mớ rau của mình. Nhanh lên, nhanh lên. Mời hai đội về vị trí, mời hai đội về vị trí. Mời hai đội về vị trí. À, đội xanh hay quá, đội xanh hay quá. Rơi rau, rơi rau, rơi rau. Gánh luôn trên vai, gánh luôn trên vai. À, tôi vừa nghe chị áo đỏ có nói là chân nó dài hơn, nó chạy nhanh hơn mình. Vừa rồi thì quý vị thấy đội xanh thế nào ạ? Nhặt được rau sau, nhưng chạy rất nhanh. Đấy, chen được cả đội đỏ để về phía trước, đã giành phần thắng trong vòng 1. Một lần nữa, chúc mừng đội xanh. Bước vào vòng 2 của game 2. Phần chơi này có tên gọi là ăn ngon. Người chơi di chuyển đến nơi có gắn lá cờ của chương trình. Tại đây có 4 hũ kem. Hai người đồng đội sẽ đút cho nhau ăn hết chỗ kem đó. Đội nào về đích trước sẽ giành thắng lợi. Quý vị khán giả đếm nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi xem hai hũ kem của hai đội nào. Hai đội cũng gần ngang nhau. Đội đỏ cũng để lại vạch lịch sự cũng hơi nhiều. Đội xanh cũng ngang ngửa. Và tôi muốn hỏi là ăn trước tại sao lại về sau? Báo cáo với MC là bụng hơi bé. Như tôi được cô đồng đội đấy, nó to còn hơi lạ. Anh nói cái gì to quá? Cân nặng của đồng đội to. À, cân nặng của đồng đội to lớn hơn đúng không? Cho nên là anh cõng hơi nặng đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là chị thì đâu đến nỗi mà nặng lắm mà anh về anh thở nhiều thế. Như là làm cái việc gì nặng nhọc, là vừa xúc cát xúc than gì đấy không? Vừa rồi thì quý vị khán giả đã thấy đội đỏ rất cố gắng vượt lên phía trước để về trước. Và bây giờ tỷ số đang là 1-1. Vòng 3 của game 2 có tên gọi là vận chuyển bầu. Người chơi di chuyển đến nơi có gắn lá cờ của chương trình. Tại đây có những quả bầu. Hai người phải dùng miệng. Mỗi người cắn một đầu quả bầu và mang về sân khấu. Đội nào về sớm hơn sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu.
mỗi người cắn một đầu quả bầu. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Chúng em rất vui được tham dự chương trình này, như trò chơi này, nhưng mà quả bầu to quá. Một chúng em bé làm sao mà vừa. Có bảo là chị cắn cả quả bầu đâu, bảo là cắn ở núm núm phía ngoài thôi. Và đội đỏ đây thôi, người ta cắn. Ôi dồi. Đấy, quý vị bà con thấy không? Quả bầu người ta đẹp như thế này mà cắn như chuột gặm thế này bao giờ. Mà lại có hình hai con mắt ấy. Xanh hay đỏ ạ? Đỏ hay xanh? Tôi muốn hỏi một vị của tổ trọng tài. Thay mặt ban trọng tài thì tôi nhận xét là đội đỏ ạ. Tổ trọng tài chúng ta đã chọn đội đỏ rồi. Vậy đội đỏ thắng game 2. Chúc mừng đội đỏ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.